một lòng quay về chính đạo, mở lại ra sức cảm ngăn. Ta đã một tâm hướng thiện, vậy mà ông không đón nhận. Ông là người nhân danh những gì tốt đẹp nhất, mà lại bắt con người quay về đường tội lỗi. Xin thương lắm thầy.
quái, tu luyện 500 năm mới được thành. Vậy mà một phút sân si, ngươi lại hồng hoàng hộ cốt. Đáng lý ra, ngươi sẽ được dụng tha, nhưng chỉ sự chịu tội với lại Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hai người có bằng